Trần Lộc, sinh năm 1992 tại Việt Nam, định cư ở Minnesota từ năm 1993, mắc bệnh tự kỷ và khiếm thị. Năm 7 tuổi học nhạc dương cầm cổ điển, rất giỏi chơi nhạc theo trí nhớ. Sáng tác nhạc từ năm 8 tuổi, đến nay đã sáng tác hơn 200 bài. Thắng giải nhất, giải thi piano thành phố năm 10 tuổi, giải nhất cuộc thi năng khiếu âm nhạc thành phố năm 11 tuổi và thắng giải độc tấu Minnesota VSA năm 17 tuổi. Được đài truyền hình WCCO và đài SPTN cùng báo chí cộng đồng người Việt giới thiệu năm 2010 về năng khiếu âm nhạc và trí nhớ tuyệt vời. Đang học nội trú cách sống tự lập dành cho người khiếm thị ở Minnesota. Ước mơ được sáng mắt và có nhiều cơ hội trình diễn nhạc. Lu, Lu là tên của tôi. Anh xem, tôi cũng thật giống anh. Chỉ khác là dù đi chỗ nào, cần cây gậy chứ nối với dương cầm. Tôi biết, biết đời rất khổ đau. Quanh ta bao nỗi niềm xót xa, bên ta hiểm nghèo, tai ương của trời chẳng đầy bi thương, đời rất buồn. Không may từ kỷ lúc âu thơ, cha nên giao tiếp thật khó khăn và tinh thần buồn phiền hoang vắng. Nhưng tôi biết là tôi rất yêu thích âm nhạc. Tôi chơi hòa âm réo rắt ngân, nhịp nhàng từng nốt rộn rã vang. Tôi đã là người nghệ sĩ rồi, nhạc đã cùng tôi rất tuyệt. I struggle with my stammering, and yes, it's so confusing. Some tells me I'm autistic. What can I do? I do love music. I play. I am what God gave to me.
tên của tôi. Anh xem tôi cũng thật giống anh, chỉ khác là dù đi chỗ nào cần cây gậy chứ nối với Lễ Thế Lá xin chào quý vị. Chương trình Ngọc Trong Tim hôm nay chúng tôi lại có mặt ở tại một nơi trường mầm non ở tại quận này là quận Thành Lễ không rành lắm, nhưng mà Thành Lễ biết đây là bà Chiểu, cũng như là ở một nơi ngôi trường dạy cho các em bình thường, nhưng mà cũng có một số em bị bệnh tự kỷ. Hôm nay Thành Lễ được trân trọng giới thiệu quý vị một khuôn mặt rất là khả ái. Cô là bác sĩ, ngoài ra cũng là một thầy giáo đang chữa bệnh cho một các em bị bệnh tự kỷ, đó là Kiều Thanh Hà, đấy. Dạ, xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể nói sơ qua bác sĩ đang làm ở bệnh viện nào và bác sĩ đang nghiên cứu về chứng bệnh bị bệnh tự kỷ. Xin mời bác sĩ giới thiệu với chương trình Ngọc Trong Tim. Xin chào quý vị khán giả. Mình thì là thạc sĩ Kiều Thanh Hà, chuyên viên tâm lý. 14 năm, một thời gian không phải là ngắn, nhưng thạc sĩ bác sĩ Kiều Thanh Hà đã dành ngần ấy thời gian để giúp đỡ cho những trẻ em không may mắn. Từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, khoa tâm lý, cô đã có 8 năm cộng tác tại Bệnh viện Tâm thần 2, Đồng Nai, và sau khi lấy bằng thạc sĩ, cô đã về công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 4 năm. Là một người yêu trẻ nên cô càng quan tâm nhiều đến những trẻ em kém may mắn và đặc biệt là trẻ em chậm phát triển, tự kỷ, theo đúng chuyên ngành tâm lý của mình. Tâm sự với nhóm Ngọc Trong Tim, thạc sĩ bác sĩ Kiều Thanh Hà đã cho biết. Trong 14 năm như thế thì có rất là nhiều những kỷ niệm vui buồn, đặc biệt là trong cái lĩnh vực của trẻ tạm gọi là trẻ khuyết tật. Thì những cái đứa trẻ mà chị làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 là những đứa trẻ mắc những cái hội chứng về tự kỷ, hoặc là những bé chậm phát triển về trí tuệ, chậm phát triển về ngôn ngữ, chậm phát triển về vận động. Càng tiếp xúc nhiều bệnh nhi, nhiều trường hợp khác nhau và nhìn thấy được những khó khăn của mỗi gia đình, cô càng mong mỏi và ấp ủ một nơi để có thể giúp cho các bé được điều trị trong một môi trường thật tốt để nhanh chóng được cải thiện. Suốt một quá trình dài tiếp cận với trẻ khó khăn thì chị có những cái vui hoặc là những cái buồn. Ví dụ như là chị cảm thấy là có những bậc cha mẹ người ta đưa con đến chữa trị mà người ta không có điều kiện để can thiệp cho con khi mà mình kết luận là con có vấn đề về chậm. Thì đó là một cái những cái bức xúc cũng như là những cái trăn trở của chị trong nghề. Và từ đó, chính vì những cái trăn trở mà ở bệnh viện họ không có điều kiện để họ trả những cái chi phí điều trị, thì chị mới có ý nghĩ là chị thành lập ra một cái trung tâm để hỗ trợ cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng. Dành hết thời gian và tâm huyết của mình và cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, cô đã thành lập nên một trường mầm non với tên gọi Alpha tại số 9 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Vừa nhận dạy cho các bé bình thường, vừa nhận dạy cho các bé bị chậm phát triển và tự kỷ. Song song đó, cô còn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Lý Trẻ với slogan Cùng Con Trưởng Thành. Bởi vì cô mong muốn các bệnh nhi đến đây sẽ được nhiều thời gian để điều trị và nhiều thời gian
để gia đình có thể theo dõi và giúp trẻ tiến bộ hơn. Cô chia sẻ. Tại công ty tâm lý trẻ của chị hiện nay thì cái nguồn trẻ mà tiếp đến đây đều là những cái nguồn trẻ mà nó xuất phát từ nhiều nguồn. Ví dụ như là những đứa trẻ nó đã từng đi khám bệnh viện và nó đã được kết luận là những đứa trẻ khó khăn. Hoặc là do một số bạn bè giới thiệu, hoặc cũng là do một số những cái người thân quen của chị, họ biết đến chị và họ tìm đến. Và trong những cái nguồn trẻ mà đến với trung tâm thì có những đứa trẻ mà nó thực sự là nó khó khăn. Ví dụ như trẻ tự kỷ, trẻ chậm nói, trẻ tăng động, trẻ chậm phát triển về mặt trí tuệ, trẻ khó khăn học tập vân vân. Thì một phần cũng là do trẻ khám ở những nơi khác. Họ đến đây, họ tìm đến đây để họ mong muốn là mình có một cái phương pháp hay một cái quá trình can thiệp nào để giúp cho trẻ tiến bộ hơn. Và cũng một nguồn là do chính chị khám tại công ty. Và về cái chi phí để hoạt động công ty thì công ty thành lập như là một hoạt động kinh doanh bình thường. Nhưng mà do mình có quyền tự chủ, là một công ty trách nhiệm hữu hạn, chị có quyền tự chủ, cho nên là những cái số trẻ mà đến đây mà được can thiệp á, cũng có một số trẻ đóng phí và một số trẻ được miễn phí. Ngoài ra, cô cũng dành rất nhiều thời gian để có thể tư vấn cho từng trường hợp một cách cụ thể bằng nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, Skype đối với những người ở xa khi cần được tư vấn.